Chào mừng các con đã quay trở lại với tiết học mỹ thuật lớp 1. Ở tiết học trước, các con đã biết cách vẽ các nét và biết sử dụng các nét để tạo một đồ vật, con vật theo ý thích qua bài Sự kỳ diệu của đường nét. Tiết học ngày hôm nay, chúng mình sẽ cùng nhau tìm hiểu sang tiết học thứ 2 của bài học này nhé. Ở tiết học này, chúng mình sẽ cùng nhau tìm hiểu cách vẽ theo phương thức vẽ theo nhạc các con nhé. Để hiểu vẽ theo nhạc là như thế nào, chúng mình sẽ cùng nhau vào hoạt động 1, khám phá. Các con ạ, vẽ nhạc là nghe nhạc, cảm nhận, vận động theo giai điệu của tiết tấu, phối hợp vẽ đường nét, màu sắc trên nền giấy tạo bức tranh tập thể, vẽ theo nhạc. Bây giờ, các con hãy dùng băng dính dán cố định tờ giấy lên mặt bàn hoặc bảng vẽ, lựa chọn màu sắc theo thứ tự từ nhạt đến đậm và hạn chế sử dụng màu đen. Khi nhạc nổi lên, các con hãy cảm thụ âm nhạc, vận động theo nhạc và vẽ các nét. Chúng mình sẽ vẽ những nét mà được học từ tiết học thứ nhất. Đó là nét thẳng, nét cong, nét lượn sóng, nét gấp khúc, nét lò xo hay nét xoáy ốc các con nhé. Và sau khi thực hiện xong rồi, chúng mình sẽ có sản phẩm như sau: một bức tranh chiều tượng bằng nét. Và bây giờ chúng mình hãy cùng đứng lên và chúng ta cùng nhau khởi động và vẽ theo nhạc nào. Cô mời các con ngồi xuống và ngồi ngay ngắn. Các con hãy cho cô giáo biết con có cảm nhận gì khi vừa được nghe nhạc, vừa được vận động và vẽ theo giai điệu của tiết tấu. Chúng ta cảm thấy rất là vui, thú vị. Phải không các con? Như vậy, ở hoạt động 1, các con đã hiểu thế nào?
đã biết cách vẽ tranh theo phương thức vẽ theo nhạc, và cô hy vọng rằng các con sẽ vẽ ra được rất là nhiều bức tranh có nội dung, có ý nghĩa và rất là đẹp. Giờ học ngày tiếp theo thì các con sẽ chuẩn bị cho cô giáo bút vẽ, giấy A4 để chúng mình sẽ chuyển sang bài học mới, đó là bài Sắc màu em yêu. Giờ học của chúng mình đến đây là kết thúc rồi. Cô xin chào các con và hẹn gặp lại các con trong những tiết học sau.